Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sông có khúc, người có lúc là câu nói quen thuộc mà chúng ta thường nghe. Xét về mặt tâm linh thì nhiều người cho rằng ngày có nắng mưa bất chắc, người có sông tối họa phúc. Ai cũng mong điều may mắn sẽ đến với mình trong cuộc sống. Thế nhưng, sóng gió lại thường ập đến một cách bất ngờ, khiến nhiều người hoảng sợ và không kịp trở tay. Đặc biệt là ngày rằm tháng cô hồn sắp tới, có thể nói là nếu có gặp xui là xui xẻo nhân đôi. Nếu quý vị thấy các dấu hiệu này thì hãy đặc biệt lưu ý để chủ động lên kế hoạch cho mình, bởi rất có thể vận hạn xui xẻo sắp xảy đến với gia đình bạn. Vậy đó là điềm báo gì? Quý vị hãy cùng kênh Phong thủy May mắn tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Mặt trước của bàn thờ bị trách xuống dưới đất. Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài. Do đó, nếu không sắp đặt theo phong thủy, gia đình bạn có thể mất tiền, mất của và gặp phải nhiều vận hạn. Vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như lỗi thiết kế gỗ ban đầu, do mối mọt, chất liệu mà mặt trước bàn thờ của bạn có thể bị trách xuống dưới đất. Khi đó, hãy kiểm tra lại ngay tình hình tài chính của gia đình, tìm cách cân đối chi tiêu thận trọng. Tốt hơn là chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp nhưng vẫn đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn. Từng phòng thờ bị nứt. Các bức tường ngay sát bàn thờ hoặc trong phòng thờ bị nứt là dấu hiệu cho thấy các thành viên trong gia đình sẽ ốm đau, bệnh tật và gặp tai nạn nguy hiểm. Hơn hết nữa, bạn nên tìm người sửa chữa lại ngay để tránh những điều xui xẻo có thể xảy ra. Liên tục làm đổ vỡ đồ đạc trong gia đình. Đồ đạc sử dụng trong nhà liên tục bị đổ vỡ, các thành viên trong gia đình thường xuyên bị thương, chảy máu hoặc đèn điện bị đứt bóng hơn phần nửa. Các bức tranh treo trên tường lần lượt rơi xuống thì đó chính là dấu hiệu báo có một luồng từ trường không tốt xuất hiện trong gia đình của bạn. Trong nhà có chuột làm tổ. Lũ chuột hôi hám theo phong thủy được coi là động vật mang đến sự ô uế và xui xẻo cho con người. Nếu chúng làm tổ trong nhà thì đó sẽ là điềm báo xui xẻo nhất, có khả năng mang đến những tai họa khó lường. Do vậy, bạn nên giữ nhà luôn thông thoáng, sạch sẽ, tránh để chuột trú ngụ hay làm tổ. Gặp mèo đen. Trong lịch sử phát triển của phương Tây, mèo đen luôn bị xem là biểu tượng của gian ác. Khi con vật này bỗng dưng xuất hiện bên cạnh ai đó, đồng nghĩa với việc có điểm xui xẻo sắp vận vào họ. Còn theo quan niệm thời Trung Quốc cổ, mèo đen là điềm báo của bất hạnh, yêu thuật và cái chết. Đôi mắt chói sáng, bộ lông u tối và dáng đi uốn lượn khi chúng xuất hiện khiến nhiều người thời xưa nghi ngại điềm xấu sắp xảy đến. Làm vỡ gương. Phong thủy học xa xưa cho rằng gương là vật dụng chứa nhiều điều bí ẩn. Từ thời cổ xưa, chiếc gương đã là vật linh để trừ tà và ma quỷ. Trong phong thủy, con người cũng dùng gương treo trước nhà để tránh tà ma xâm nhập. Nhiều người vẫn tin vào bản chất ma thuật của chiếc gương, cho rằng gương có thể phản chiếu những linh hồn. Việc gương bị vỡ được coi là rất độc, gương nứt, vỡ tỏa ra luồng khí tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, là điểm xấu báo hiệu sự xui xẻo và chuyện chẳng lành. Khi vô tình làm vỡ gương, không nên vứt các mảnh gương vỡ vào thùng rác. Sau khi thu dọn kỹ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui rủi, điểm xấu đi xa khỏi nhà. Mèo hoang đi lạc vào nhà. Khi thấy có mèo lạ vào nhà, đặc biệt là những chú mèo hoang đi vào nhà thì chắc chắn là có vận xui đang bám giết lấy gia đình của bạn. Có thể là có người sắp gặp tai nạn hoặc ra đi bất ngờ. Ngoài ra, điềm báo này còn cho thấy việc thờ cúng trong gia đình chưa thực sự tốt. Khi đó, bạn cần xem xét và bố trí lại không gian thờ, đồng thời chăm chỉ hương khói thành tâm hơn trong những ngày đặc biệt như ngày rằm hay ngày mùng 1. Nhận quà với số lượng 4.
Số 4 là tứ trong tiếng Trung có phát âm nghe giống tử là chết, nên sẽ là điều không hay nếu bạn vô tình nhận được món quà chẳng ai mong này, có nghĩa là bạn sắp gặp những chuyện không may mắn. Cây cỏ xung quanh bỗng nhiên vàng úa, khô héo. Nếu xung quanh nhà hoặc trong nhà có cây bị vàng úa hoặc khô héo cũng được coi là điểm xấu trong phong thủy. Điều này có nghĩa là bạn sắp gặp rắc rối với mọi người xung quanh, nảy sinh tranh chấp bất hòa, dính dáng đến pháp luật. Cá cảnh trong bể bỗng dừng chết. Hiện nay, nhiều gia đình thường nuôi cá cảnh trong nhà. Nếu chăm sóc không cẩn thận thì cá có thể bị chết do không được sống trong một môi trường phù hợp. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết bình thường và sự chăm sóc chu đáo mà cá cảnh trong bể bỗng dưng bị chết không rõ lý do thì bạn có thể nghĩ là một điều là có một điềm báo xui xẻo đang đe dọa gia đình của bạn. Trong phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu của bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Do đó, trước khi nuôi cá, bạn nên xem xét rằng gia đình của mình có phù hợp để nuôi cá cảnh thành công hay không. Bồ câu vào nhà. Như chúng ta đã biết, bồ câu trắng đại diện cho hòa bình. Thế nhưng, với kinh nghiệm lâu đời của người dân Việt Nam thì bồ câu trắng bay vào nhà tuyệt đối không phải là một điểm tốt lành. Thậm chí, nếu như gặp phải trường hợp này, các bạn nên thận trọng trong mọi đường đi nước bước để bản thân mình có thể tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc hay những xui rủi không mong muốn. Thú cưng có phản ứng lạ. Các chú chó cưng không đơn giản chỉ là con vật nuôi trong nhà mỗi ngày, mà chúng còn rất nhạy cảm với những gì con người chúng ta không thể cảm nhận hay thấy được. Khứ giác của chúng vốn nhạy bén hơn con người chúng ta đến hàng chục lần. Nếu đang ở nhà hay khi các bạn dẫn chó cưng đi đến nhà một ai đó mà chúng sủa không ngừng vào một khoảng không hay rên rỉ, thậm chí là nhất quyết không chịu vào một căn phòng thì hãy thật cẩn thận bởi nơi đó thật sự có vấn đề. Quý vị thân mến, trong sâu thẳm mỗi người đều có một sợi dây kết nối vô hình với thế giới tâm linh mà chúng ta chẳng hề nhận ra. Cả khi đứng trước một vận hạn hoặc một biến cố xui xẻo sắp xảy đến với mình, thì sợi dây tâm linh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Và trên cơ thể chúng ta sẽ ngay lập tức có các biểu hiện báo hiệu điểm xui xẻo sắp tới. Nếu trong rằm tháng 7 cô hồn trên khuôn mặt bạn có những dấu hiệu này thì hãy đặc biệt lưu ý kẻo vận hạn xui xẻo ập đến bất ngờ. Dấu hiệu thứ nhất, ấn đường chuyển sắc đen hoặc đỏ sẫm. Ấn đường là đường có vị trí nằm ở giữa hai đầu lông mày, hay còn được coi là cung mệnh trong 12 cung tướng mặt. Thông thường, nếu ấn đường rộng khoảng 2 ngón tay sẽ được coi là quý, là đẹp. Quan sát ấn đường cũng có thể nhìn thấy được phần nào tính cách và vận mệnh của một đời người. Nếu như trên ấn đường có nhiều đường vân ngang dọc nằm hỗn loạn, hay có các vết sẹo lồi lõm bất thường và dần chuyển sang màu đen hoặc đỏ sẫm, thì cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của người này đang gặp vấn đề. Ngoài ra, dù là người tài giỏi đến mấy thì cũng sẽ luôn gặp những chuyện chẳng lành, kém may mắn hay gặp xui xẻo và tai họa cũng thường tìm đến. Nhất là khi ấn đường có màu đen sạm, thì khi ra đường nên nhớ cẩn thận trước sau, chú ý đến sự an toàn của tính mạng. Nếu như có đi xa thì tốt nhất là không nên đi một mình, cũng không nên giao lưu hay kết giao với người lạ, kẻo sẽ bị lừa gạt, hãm hại mà rước họa vào thân. Tuy nhiên, để có thể hóa giải được vận hạn từ ấn đường, chuyển sắc đen và đỏ sẫm mang đến, thì tốt nhất bạn nên làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức. Dấu hiệu thứ hai, sơn căn thấp lõm. Sơn căn là vị trí nằm ở giữa hai phần mắt, vùng phía bên dưới ấn đường, khoảng cách giữa hai mắt và là nơi cao nhất trên sống mũi. Trong nhân tướng học, nếu sơn căn thấp lõm thì đó không phải là cát tướng. Chủ nhân có đường sơn căn như vậy thì làm gì cũng sẽ bất thuận, luôn gặp những trở ngại. Thậm chí, nó còn được coi là ác tướng, phá hoại hạnh phúc gia đình. Nếu có đặc điểm là lỗ mũi to lại hách thì người này dễ trở thành kẻ phá gia chi tử, chi tiêu tiền như nước trong khi khả năng kiếm tiền rất yếu kém. Đây cũng được xem là đặc điểm dễ dàng nhận biết của những người hay gặp xui xẻo, vận đen đeo bám. Ngoài ra, cũng tương tự như ấn đường, nếu sơn căn có sắc đen, sắc u ám hay có một nốt ruồi xấu thì chứng tỏ sức khỏe của người này đang có vấn đề. Tốt nhất là nên đi khám sớm để kịp thời chữa trị. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện vết thâm xanh hoặc đen ở vùng da trán. Nếu phần trán đột nhiên xuất hiện vết thâm xanh, đen hoặc toàn bộ vùng da xám sẫm màu hơn so với các vùng da lân cận,
Điều đó báo hiệu chuyện không may sẽ xảy đến với bạn. Ngoài ra, nếu trán bị thương do ngã hoặc ai đánh vào, bạn cũng sẽ gặp xui xẻo. Theo dân gian, màu sắc vùng trán ảnh hưởng đến vận thế của một người trong khoảng thời gian gần nhất. Chính vì thế, bạn cần hết sức lưu ý về việc đi đứng và làm việc cẩn thận. Dấu hiệu thứ tư, hai mắt to nhỏ bất thường. Thông thường, những người có đôi mắt to nhỏ đều là do bẩm sinh mà ra. Nhưng với những người vốn được sinh ra với đôi mắt cân xứng, đến một thời điểm nào đó mà mắt lại có kích cỡ to nhỏ không đều thì chứng tỏ họ đang gặp điểm xui xẻo. Khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là vị trí của cung điền trạch, chuyên quản về của cải, vật chất, tiền tài. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà mắt to nhỏ bất thường cũng sẽ dẫn đến một trong những dấu hiệu như phá tài, hao tốn tiền của, đường công danh sự nghiệp của người này cũng lên xuống bất thường, tài vận giảm đột ngột. Dấu hiệu thứ 5, hai bìa trán có khuyết lõm, tổn thương. Hai phần nằm ngay phía trên hai lông mày, bìa trán là cung thiên di. Nó thể hiện năng lực cầu tài, kiếm tiền của mỗi người. Khuyết lõm hoặc tổn thương tại đây thể hiện dấu hiệu tài vận bất ổn bạn sẽ gặp phải. Bạn cần hết sức cẩn trọng khi đi du lịch xa, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc chấn thương nghiêm trọng. Quý vị thân mến, để hóa giải các điềm báo và xui xẻo này, bạn có thể sử dụng bình an phù. Mang theo bảo vật bình an phù bên người sẽ giúp bạn cân bằng âm dương, giải trừ khí xấu, xua đuổi tà ma, hóa sát kỵ tà, từ đó mang lại sức khỏe, bình an và may mắn. Đặc biệt, tốt với những người làm việc đại sự trong tháng cô hồn. Khi mang bình an phù bên người thì mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi. Hoặc các bạn có thể sử dụng bát bảo tâm kinh. Trong tháng cô hồn, nếu bạn đeo vật phẩm này sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài. Đồng thời mang lại bình an và cát lành cho bạn. Đặc biệt, giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi và sự nghiệp thăng tiến. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay của kênh Phong Thủy May Mắn sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào có thể nhận biết được vận hạn sắp tới của bản thân và có những chuẩn bị cũng như cách hóa giải tốt nhất để tránh được mọi tai họa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.